Thực hư Lộc Phu Hô mua Maybach 17 tỷ tặng sinh nhật vợ. Mới đây thông tin, hiện tượng mạng Lộc Phu Hô mua Maybach 17 tỷ tặng sinh nhật vợ khiến nhiều người chú ý. Mới đây, trên trang Facebook cá nhân Lộc Phu Hô đăng tải đoạn video kéo dài hơn 5 phút gây chú ý với tiêu đề Lộc Phu Hô tặng vợ Maybach 17 tỷ. Hiện tượng mạng đưa vợ đến bên cạnh chiếc xe và nói, ngày hôm qua là sinh nhật của vợ thầy nhưng thầy im lặng mà thấy mặt vợ buồn lắm. Nên hôm nay thầy tạo cho vợ mình một điều bất ngờ luôn các em ơi. Quá đỉnh luôn, Phụ Hồ đầu tiên mua Maybach 17 tỷ, anh nói và ôm hôn vợ. Kim Thủy miệng nói lời cảm ơn nhưng liên tục thắc mắc, tiền đâu để anh mua xe. Cuối cùng, Lộc Phu Hô đành nói thật đã mượn chiếc xe đắt tiền này để lái thử. Anh cho vợ ngồi thử và chở cô đi, đồng thời hứa hẹn, sau này, thầy sẽ cố gắng mua cho vợ thầy, chắc chắn. Đáp lại tình cảm của chồng, Kim Thủy bày tỏ vô cùng xúc động. Cô cũng mong rằng anh phấn đấu làm việc để sau này xây được nhà to và mua được chiếc xe sang như thế này. Bài đăng của Lộc Phu Hô nhanh chóng thu hút nhiều sự quan tâm từ dân mạng. Bên dưới, rất đông bình luận bày tỏ sự yêu thích, khen ngợi tình cảm của đôi vợ chồng nam YouTube nhưng cũng bật cười trước chuyện anh giới thiệu mua xe sang nhưng vẫn đi dép tổ ong. Thầy vui ghê mua tặng vợ xe xịn mà quên mua dép mới cho thầy, đi tổ ong lái Maybach 17 tỷ thì quá là chất rồi, chắc phải đi Phụ Hồ 10 năm nữa cũng chưa mua được đâu thầy ơi. Chúc vợ chồng hạnh phúc, cẩn thận thầy ơi, xước xe là không có tiền đền đâu à, hôm kia vừa đăng bỏ nhà mà nay đã mua được Maybach rồi. Quá đỉnh à, là những bình luận dưới bài đăng. Trên thực tế, vợ chồng nam YouTube này đã tậu xe hơi Mitsubishi Spender Cruise có giá hơn 697 triệu. Anh hiện đang sở hữu hai căn nhà. Một căn có diện tích 14,5m² với gam màu chủ đạo là màu trắng. YouTube quê Khánh Hòa cho biết đã chi tổng cộng 104 triệu 920 ngàn đồng cho tổ ấm mới này. Vào tháng 5 năm 2022, anh đăng tải đoạn clip giới thiệu căn nhà mới xây, diện tích 16m² 2 với gam màu chủ đạo là màu trắng. Căn nhà có giá trị chưa đến 60 triệu đồng. Lộc Phu Hô tên thật là Phạm Văn Lộc, sinh năm 1994, quê Khánh Hòa, làm nghề phụ hồ. Sau khoảng thời gian nổi đình đám trên mạng xã hội, Lộc quyết định lấn sân phát triển sang lĩnh vực YouTube và sản xuất những vlog về đời sống thợ xây. Trên trang cá nhân, Lộc Phu Hô thường xuyên mở lớp livestream dạy đóng gạch, trộn vữa thu hút lượng người xem khổng lồ. Sau khi lấy vợ, anh xây nhà, mua xe hơi khiến nhiều người đồn đoán làm YouTube có thu nhập khủng.